Ôi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dio. Như các bạn đã biết, mùa 4 series phim The Boys đã chính thức trở lại và đánh dấu sự xuất hiện của Sister Sage, một nhân tố mới trong cuộc chiến giữa biệt đội chống siêu nhân The Boys và nhóm siêu nhân số 1 thế giới The Seven. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về Sister Sage, người được mệnh danh là người thông minh nhất thế giới, thành viên mới của The Seven nhé. Trước khi vào phần chính video, xin phép cho mình quảng cáo một chút. Đó chính là nếu như các bạn cần những cỗ máy PC cực khỏe, cực mạnh để chiến tại game bom tấn trong thời gian tới như là GTA 6 thì đừng quên tham khảo những bộ PC đang có tại Hyperbox PC, thương hiệu PC gaming build sẵn được vận hành bởi techspace.vn, đang có rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn dành riêng cho những fan đăng ký kênh Dio. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính video thôi. Đầu tiên, hãy cùng chúng mình đến phiên bản Sister Sage ở trong phim do nữ diễn viên Susan Hayward thủ vai. Theo những diễn biến trong 3 tập phim đầu tiên của The Boys mùa thứ 4, chúng ta đã biết được rằng Sister Sage có tên thật là Jessica Bradley, là một siêu nhân với trí tuệ siêu phàm và được mệnh danh là người thông minh nhất thế giới. Trong quá khứ, Jessica có quãng thời gian gia nhập nhóm siêu hùng thiếu niên Teenage Kids, nơi cô trở thành đồng đội của gã siêu nhân A-Train. Tuy nhiên, bản tính của Jessica đã khiến cô phải rời khỏi nhóm trong chưa đầy một năm sau đó. Trong tập đầu tiên của mùa thứ 4, Homelander đã đến nhà của Jessica để mời cô gia nhập The Seven. Tại đây, Homelander đã bất ngờ khi Jessica nhìn thấu những điểm yếu của hắn và nói rằng hắn đã trải qua khủng hoảng ở tuổi trung niên. Sau khi nghe được Homelander phàn nàn, Jessica nói rằng hắn nên trở thành đấng cứu thế thay vì ra tay tàn sát những người bình thường, những người mà hắn cho là thấp kém hơn. Trước khi rời khỏi nhà của Jessica, Homelander mời cô vào The Seven nhưng cô từ chối. Tuy nhiên, Homelander nói rằng nếu cô gia nhập The Seven, cả hai có thể thực hành lý thuyết mà cô vừa nói với hắn. Trước phiên tòa xét xử Homelander, Jessica đã nghĩ ra một kế hoạch để giúp hắn hạ bệ những người ủng hộ Starlight. Đầu tiên, cô ta hẹn 3 người hâm mộ của Homelander đến nhà hàng Planet Vault. Tại đây, Homelander đã sai A-Train, Black Noir và The Deep dùng gậy bóng chày đánh 3 người này đến chết. Sau đó, Jessica cải trang thành một người ủng hộ Starlight và kích động cuộc xung đột giữa hai phe ủng hộ Homelander và Starlight. Cuối cùng, A-Train được giao nhiệm vụ đưa thi thể của những người bị Black Noir và The Deep đánh chết, gây ra một cuộc bạo động giữa hai phe nhằm đổ tội cho phe ủng hộ Starlight. Trong tập thứ 2 của mùa thứ 4, Jessica mời đến buổi thuyết trình về việc xây dựng thương hiệu cho con trai của Homelander là Ryan. Tuy nhiên, những điều mà Jessica nói không chỉ khiến giám đốc điều hành của Vault là Ashley Barrett nóng máu mà còn làm cho Homelander không vui khi nhiệm vụ đầu tiên của Ryan không có mặt hắn. Trong thang máy, Ashley không chỉ dằn mặt Jessica mà còn tỏ ra coi thường The Deep ra mặt. Khi Ashley đi khỏi, Jessica nói rằng đáng lẽ The Deep phải tỏ ra trên cơ Ashley vì rõ ràng hắn là một thực thể vượt trội hơn so với cả Ashley, trong khi cô ta chỉ tiến hóa ngang một con chuột lang nước. The Deep nghe theo lời của Jessica và đe dọa Ashley, khiến cô ta hoảng sợ. Sau đó, Jessica bị biệt đội chống siêu nhân The Boys bám theo trong một triển lãm thuyết âm mưu. Tại đây, cô ta tìm đến cô nàng siêu nhân kiêm YouTuber Firecracker và hẹn gặp Firecracker vào buổi tối. Thực chất, đây là âm mưu nhằm dụ biệt đội The Boys đến đây. Sau khi The Boys mắc bẫy, Jessica đã sai Firecracker cùng gã siêu nhân phân thân Splinter để xử lý bọn họ. Tuy nhiên, Firecracker và Splinter không thể chiến thắng được The Boys. Trong tập thứ 3 của mùa thứ 4, Jessica đã chính thức ra mắt công chúng với tư cách là một trong hai thành viên mới của The Seven, Sister Sage. Ngay trong cuộc họp sau đó với The Seven, Homelander tuyên bố Sage sẽ là giám đốc điều hành mới của Vault thay cho Ashley Barrett. Trong cuộc họp này, Sage chính thức ra thải The Deep ra khỏi ban phân tích tội phạm vì đã để đoạn băng quay lại cuộc ẩu đả giữa hai phe ủng hộ Homelander và Starlight bị lọt ra ngoài, khiến hai người của phe Starlight bị đổ tội được thả tự do. Trong cuộc gặp gỡ với Victoria Newman ở sân trực băng Vault on Ice sau đó, Sister Sage đã đề nghị Victoria bãi bỏ những đạo luật giới hạn hoạt động của siêu nhân và thiết lập một siêu nhân ở mỗi bang trên nước Mỹ. Tuy nhiên, khi Sage đang cùng Homelander và Victoria Newman bàn luận, thì Homelander phát hiện ra rằng cả ba đang bị Huey của nhóm The Boys theo dõi. Chứng kiến Homelander gây ra cái chết cho nhiều người và phá tan tành cả sân băng chỉ để tìm Huey, Sage đã bị sang chấn tâm lý và tìm đến phòng của The Deep. Tại đây, cô ta đã dùng một thanh kim loại để tự phẫu thuật thủy não của mình trước khi gặp mặt The Deep và lên giường với gã siêu nhân này sau đó. Trong tập thứ 4 của mùa thứ 4, Sister Sage đã dàn dựng Firecracker một chương trình nhằm chống lại Starlight. Tuy nhiên, chúng ta lại một lần nữa thấy Sage ở trong phòng của The Deep, ở một trong những phân cảnh kinh dị nhất The Boys. Qua lời Sage, chúng ta được biết rằng não của cô ta không dừng phát triển ở 25 tuổi như những người bình thường mà liên tục phát triển. Siêu năng lực này dù đã biến cô thành người thông minh nhất thế giới nhưng cũng có thể là một gánh nặng khiến cô thường xuyên phải phẫu thuật thủy não để trốn tránh chính mình. Trong căn phòng chỉ có hai người, The Deep đã giúp Sage phẫu thuật thủy não của mình và một lần nữa lên giường với cô ta. Trong diễn biến mới nhất của tập thứ 5, Sister Sage vẫn giáo diết đi tìm kẻ đã tuồn đoạn băng từ ban phân tích tội phạm và làm hỏng âm mưu cô ta trong tập đầu tiên. Tuy cô ta bày tỏ sự nghi ngờ rõ ràng về A-Train, nhưng A-Train đã nhờ Ashley đánh lạc hướng cô ta.
sẵn đã căm ghét người dẫn chương trình của Vought là Cameron Corman vì đã dám đá mình trước đó. Ashley đổ tội cho hắn và điều này khiến Cameron bị Homelander cho là kẻ đã tuồn đoạn băng ra ngoài. Tạm thời đây là hướng Adrian ra khỏi sự nghi ngờ của Sage. Đó là câu chuyện của Jessica Bradley hay Sister Sage ở trong vũ trụ phim The Boys. Trong phần còn lại của video, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về nhân vật này ở trong truyện tranh nhé. Giống với Black Noir, Soulja Boy hay Victoria Newman thì phiên bản truyện tranh của Jessica Bradley cũng khác hoàn toàn so với cả phiên bản phim. Khi cô ta không có siêu năng lực và không phải là một siêu nhân như Sister Sage, nhân vật này xuất hiện lần đầu tiên trong tập truyện The Boys số thứ 39 ra mắt vào năm 2007. Với tư cách là một nhân viên cấp cao đầy tham vọng của Vought, trong tập truyện này, Jessica đã gặp James Stilwell, quản lý của những siêu nhân của Vought và bày tỏ mong muốn được làm việc cho hắn. Trong lần gặp lại James Stilwell, Jessica bất ngờ khi James nói rằng hắn đã để ý đến cô trong suốt 9 năm qua và đợi cô đến ngỏ lời trở thành nhân viên của hắn. Ngay trong ngày đầu tiên, James Stilwell đã đưa cho Jessica những bức ảnh mà Billy Butcher gửi cho hắn, những bức ảnh chụp lại cảnh Homelander ăn thịt trẻ con và tàn sát người vô tội. Trong cuộc trò chuyện giữa cả hai, James Stilwell không ngần ngại bày tỏ mong muốn thay thế The Seven. Tuy nhiên, họ phải cùng nhau duy trì Vought trước khi điều đó xảy ra. Trong cuộc gặp đầu tiên giữa Jessica và The Seven, cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi với Homelander sau khi xem những bức ảnh kinh dị được cho là của hắn. Tuy nhiên, sang trên tâm lý đầu tiên mà cô gặp không phải đến từ Homelander mà đến từ Black Noir, khi gã siêu nhân này leo lên một chiếc phi cơ và cướp đi mạng sống của một nhân viên kỹ thuật, khiến cơ thể anh ta đứt lìa và máu me vương vãi đầy người của Jessica. Trở về phòng, Jessica phải chấn an bản thân để trở nên mạnh mẽ, có thể hoàn thành công việc mới của mình. Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Jessica và The Seven, James Stilwell quyết định trao lại cho Jessica Bradley công việc của hắn là quản lý các siêu anh hùng, trong khi hắn chuyển đến thủ đô của Mỹ là Washington DC. Trong cuộc trò chuyện này, James Stilwell còn khuyến khích Jessica tìm cách đối phó biệt đội chống siêu nhân The Boys của Billy Butcher. Sau khi được giao nhiệm vụ, Jessica Bradley bắt đầu điều tra về Billy Butcher và nhóm The Boys, phát hiện ra rằng Huey thực chất là một nạn nhân của một siêu nhân khi anh ta gia nhập biệt đội The Boys sau khi gã siêu nhân Adrian cướp đi mạng sống của bạn gái anh. Trong quãng thời gian sau đó, Jessica nảy ra một sáng kiến nhằm đối phó với The Boys và The Sevens khi khiến hai phe đối đầu trực tiếp với nhau. Cô đã cho người viết một chương trình giả lập cuộc xung đột giữa hai nhóm và sẽ nhận được kết quả ai là kẻ chiến thắng giữa cả hai. Theo kết quả của chương trình giả lập này, Homelander và Black Noir sẽ là hai kẻ sống sót cuối cùng. Tuy nhiên, chương trình cũng đặt nghi vấn về khả năng sống sót của Queen Maeve, đồng thời khẳng định rằng những thành viên còn lại của The Seven và tất cả thành viên của nhóm The Boys sẽ bỏ mạng với tỷ lệ chính xác lên tới 82%. Trong bước đầu thực hiện kế hoạch của mình, Jessica Bradley đã tung lên mạng một clip nóng của gã siêu nhân Jack from Jupiter của nhóm The Seven với nhiều người chuyển giới. Hành động này đã châm ngòi một cuộc xung đột giữa The Boys và The Seven, khi nó khiến Jack from Jupiter đinh ninh rằng The Boys là thủ phạm tung clip của hắn và lấy mạng chú chó Terror của Billy Butcher. Nếu đã xem John Wick thì có lẽ các bạn sẽ biết rằng giết chó người khác sẽ chẳng có gì tốt đẹp và Billy Butcher đã tìm đến Jack để trả thù. Sau khi Phó Tổng thống Mỹ Victoria Newman tay trong được Vought cài cắm vào chính phủ Mỹ, trở thành Tổng thống mới, James Stilwell đã nhận được cuộc gọi từ Jessica Bradley. Trong cuộc gọi này, James Stilwell đã chỉ đạo Jessica triệu tập nhóm siêu nhân Team Titanic, nhóm siêu nhân được dựa theo nhóm siêu hùng Titans của nhà DC. Trong cuộc gặp gỡ với Team Titanic, James Stilwell đã nói với Team Titanic rằng nhiệm vụ của chúng là bảo vệ hắn và Jessica. Điều này khiến Jessica bắt đầu cảm tình với James Stilwell. Khi cả hai dùng bữa sau đó, Jessica đã hỏi James Stilwell về biện pháp đối phó với Homelander. Tuy nhiên, James Stilwell không trả lời trực tiếp mà thay vào đó, hắn hứa rằng sẽ cho Jessica thấy nó khi cả hai về văn phòng. Lần đầu tiên, Jessica bày tỏ với James Stilwell rằng cô cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh hắn. Trong một giây phút, James Stilwell nhận ra Jessica có tình ý với mình và nói rằng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi ở gần cô. Tuy nhiên, điều mà Jessica không lường được trước đó chính là Homelander cũng có một kế hoạch giống cô, nhưng là để khiến cho The Boys và Vought đối đầu với nhau. Hắn sai nhóm siêu nhân Paralytic đến tấn công The Boys và biết trước rằng bọn chúng sẽ thất bại. Khi Billy Butcher tra khảo một thành viên của Paralytic, tên này nói rằng James Stilwell sai mình đến đây. Để đáp trả lại Vought, Frenchie và Kimiko của nhóm The Boys đã đến tấn công Team Titanic trước sự chứng kiến của James Stilwell và Jessica. Phải đến khi James Stilwell gọi điện cho Billy Butcher thì Billy mới biết rằng mình đã bị Homelander cài bẫy. Tua đến một thời gian dài sau đó, khi cuộc nổi dậy của những siêu nhân với sự dẫn dắt của Homelander khép lại, Jessica phải điều trần trước Quốc hội Mỹ vì những hành động của Homelander. Trong quãng thời gian này, cô ta bắt đầu có mối quan hệ tình cảm với James Stilwell. Tuy nhiên, James một mặt khuyên Jessica không phản bội lại Vought, mặt khác, hắn lại trở thành nhân chứng và cung cấp những bằng chứng nhằm buộc tội Jessica là kẻ chịu trách nhiệm cho quãng thời gian quản lý nhóm siêu anh hùng The Seven. Chứng kiến James Stilwell xuất hiện trên TV, Jessica nhớ lại những lời nói của hắn, từ việc để ý đến cô nhiều năm về trước cho đến những lời dụ dỗ sau này. Cô ta phát điên và chỉ có thể bứt tóc mình khi nhận ra người mình yêu không hề yêu mình và là một kẻ phản bội. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua một chiếc tai nghe gọn nhẹ với nhu cầu chơi các thể loại game hành động, nghe nhạc bass, nhạc quẩy thì đừng quên ghé TechSpace Việt Nam để sắm ngay cho mình một chiếc Asus ZenCore 2. Đường link thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả cùng mã giảm giá hấp dẫn nhân dịp Back to School.
Trên đây là những gì mà các bạn cần biết về hai phiên bản Jessica Bradley hay Sister Sage ở trong series phim và trong truyện tranh The Boys. Nếu các bạn cảm thấy thích video này, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh DMAO để ủng hộ mình trong những video kế tiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại các bạn rất sớm thôi.